có mang tiếp bột đạn đâu? Không. Thôi lát mắm tỏi cũng được. Bây giờ nó có nó tỏi gì không hả? Cái gì? Là nó muốn tỏi chứ ăn được. Có. Ăn sashimi. Anh ta nay đi đâu vậy anh Tài? Hả? À? Nay đi đâu vậy anh Tài? Anh hả? À? À, anh đi bún bóp. Bún gì? Bún bóp. Bún bóp hả? À? Bún cá bóp á. À, quý vị nửa chừng xin lỗi quý vị nha, nửa chừng anh chạy xung thì mình bị hết nhớt, anh cho phải cano hết nhớt. Bạn anh đó nhân. Lúc trước đó là lúc trước thôi. Đâu rồi, đâu không chơi câu luôn hả? Không quen. Anh bước là chủ hả anh à? Không, bước là... Ở đây đâu có chủ ở đây đâu. Đa số là... Con này nó tháo dẹo rồi. Ừ, tháo dẹo rồi nè. Đó, câu giống anh ấy mới chắc kìa. Cột với cục nhữ đó luôn là nó tới nó quất luôn. Cái này hay à, cái này phải học à. Bóp có một cái đây, mấy cái đây nè. À. Cái xuyên tâm nhưng mà chưa làm lại nữa. Làm cho cái đoạn dây nó dài ra để nó kéo cho dài. Mùa này qua vậy anh Nhân? Hả? Mùa này qua vậy? Mùa... Anh ấy hả? Anh bút hả? À, không phải, mùa này không phải của anh bút. Mùa bánh mì không à? Cái này của anh Cát anh nhập vậy. Mì, à, bột mì không à? Ủa nó chảy ra Nhân ơi. Đúng rồi, vậy đúng rồi. Vậy hả? Này treo trên hả Nhân hay là bỏ xác đáy luôn? Xác đáy luôn à. Mồi cho làm giấy luôn hả? Đúng rồi. Đừng nói Nhân ơi, đừng nói Nhân ơi. Nói một em anh. Chiến đầu tiên, chiến thứ hai tên tướng ghê lắm. Chiến thứ hai tên tướng liền ghê lắm. Mẹ xuống ăn liền luôn. Có không? Chạy á. Đẹp vô góc kìa. Dạ. Dạ, trong mấy cái bè ngon. Để em ngồi em quay em mấy ông anh một chút nữa. Quay lên cái lên đồ bố. Cái chạy riêu này cũng ăn mà. Chị năm nó chạy, chị ba nó chạy, chị ba nhẹ quá chắc chị năm quá em cùng nữa. Rồi, chạy. Đứng mình luôn. Đủ con cua nhỏ nhỏ này bắt cua thì dân xuống ăn mấy luôn. Con cua nó cái bè này nó ăn ngại nhất là cá nục. Nhân cần anh Nhân ăn cần xanh lắm. Nó quéo cần giật. Ở kia đó. Đó. Chưa. Nó về rồi đó anh bây giờ. Nó về rồi hả? Kéo nhấp nhấp kéo luôn nè. Đó, vô hàng. Vô
hai giờ ta bự không? Anh Tài nha, anh làm sao làm nha anh Tài, em chịu đâu nó trước rồi á. Tài ơi Tài, Tài ơi Tài. Hồi gì có cái cục nhự đó ngon câu lợi hại đó, lấy cục nhự lấy nè. Dạ rồi giờ phải cắt ra tháo gắn vô lại. Bút may quá trời nè. Cái loại của em là có cái lòng bỏ vô chứ không có bóp vậy anh. Bút nước cho sống anh Nhân. Trời nó chết làm sao đồng nghiệp nó. Cái này chưa. Móc nó luôn hả? Câu luôn hả? Hai giờ ta. Đục quá hả? Ờ mồi sống cái gì? Mồi cá lóc đây. Lâu giờ giờ. Không có ta chơi được. Giờ. Nước đứng rồi. Cầm mình cần Titan Special đi đánh luôn nè các bạn. Cần này có thể đánh bè được nha. Đọt nó cũng dẻo cho nên có thể thấy cá nó ăn. Hôm bữa biết em mua ở bên gì? Nước ngoài không? Nước ngoài ship về anh. Là mấy cái bộ kia. Cái bộ mà có cái nắp. Không, cái bộ kia cũng Trung Quốc luôn nhưng mà nó có cái nắp nó bỏ vô. Nó không có phải bóp như con này. Ê, cần anh ăn rồi, đang ăn kìa. Đó. Có hàng. Đủ hàng bự luôn á. Chú. Chết rồi. Trời cảo nhỏ chưa đầy 3 phút. Chưa đầu 2 phút. Đứng ra mày. Đứng cho tao. Ôi gai anh ơi, bị giận anh. Gai, cái này gai quá. Đứng lại đụ. Gì giờ đó. Nuốt rồi mày ơi. Vô giữa này câu hợp lý hơn bên đó à. Nó trôi ra ngoài hết trơn à. KS liền chứ. Cái bầy nó nằm chỗ. Sao? Nhưng mà anh kéo cái cần này không có phê. Ai nó không phê, cần nó dễ lắm. Kéo cái cần nghĩ cái đa đã lắm. Cái đa nó chỉ rồi, quá phê rồi. Ha ha ha.
Kẹp cái tay đó dưới rồi, kẹp vô trong này cá ăn giật lên không kịp nữa. Chạy đi, chạy điểm đi. Nữa nữa anh Tài. Xả sang, mang bịch xả qua đây, mang bịch xả qua đây. Mang bịch xả qua đây. Xả thêm vô. Cá nục nhầy quá, mồi cá nục. Cá nục nhầy anh ha. Lại xin. Nó bị năng dây là nó nhả anh. Cá này khôn mà. Xả xả 50 viên thôi. Xả nãy giờ cái đục đó á. Lấy cái cà đa phải xuống rồi nó hốt rồi. Đi đi mà lỡ tay. Trời ơi thả lần 50 cục luôn á. Vô nữa kìa. Alo. Bắt đầu. Alo. Chọc mấy cái lỗ nó ngon nè. Trời ơi, bên này nó ăn gục lại không biết. Trời ơi, đủ một bị nó chơi bóc như này nó còn khó lấy hơn. Trời ơi, mắc quá. Ủa kèm đâu ta? À. Anh có cái nhíp không? Có kìa. Ăn bột nè. Bột không à? Dạ. Gì? Ăn nè. Ăn đang ăn. Rồi, xong hết rồi ca. Lên kìa, đừng dậy nữa lên rồi đó. Dậy dưới dây đó rồi. Còng cái dây á. Đó, còng cái tay cầm cái dây á. Cái dây bên này là cao. Bay. Cái cần đó nó cong quèo luôn kìa. Nào. Cái cần sau ba lô kìa, đó, muốn gãy luôn kìa. Chờ ký. Nước đứng nàng kìa. Hả? Bà bán đây nè. Cái nhỏ quá thả đi. Xíu à. Chảy máu rồi thả gì nữa. Hả? Chảy máu rồi thả gì nữa. Sao đâu? Ừ? Máu trong miệng không à. Cái lớn chưa vô. Đó này thua rồi, chết rồi. Cái lỗ bên đó. Cái lỗ bên này cũng được. Cái bắt.
Vướng quá. Bỏ qua đây đi. Trời ơi. Rất mồi. Nãy giờ không ăn là không ăn má. Dạ. Ê, có chừng gãy. Em giả bộ á, em đóng phim á anh, nó không gãy được đâu. Nãy mới có nụ kia. Hả? Giờ mấy cần kia có nụ không á hả? Cần này là con này là gì nè, bột. À, cần bi nó không ăn là không ăn nha, chỉ cần nào ăn hết được mình cái cần bi không ăn thôi. Nói gì tôi biết luôn kìa. Đó sảy mẹ rồi. Dạ. Cá đù. Cá đù. Sâu quá rồi. Thua. Hết cứu. Mình hết cứu luôn. Cứu bên ngành. Rồi xảy rồi. Tuột. Thấy cái cực luôn mà. Bên ngoài đây nhiều hơn anh Nhân ơi. Đâu ngoài nào? Gì nữa? Có chiếm lỗ nữa rồi. Đó, ngay đó đó, bị thử ngay đó kỳ hả? Cái đù hả? Chắc cái đù quá hả? Không, cái này phao nó xuống vậy à. Ăn rồi nó nhúng. Lúc sâu quá. Mấy con nuốt lưỡi với mình cũng phải bắt luôn nha anh hả? Bắt luôn. Để nó chết cũng vậy.
giật đi. Alo. Alo Hiệp ơi, bây giờ Phước chạy lên con được không vậy? Dạ chạy chạy qua nhà con được rồi cô, con để sẵn nhà rồi. Ngoại nó muốn coi mấy con mèo, mấy cái mèo, mấy cái con mồi mà coi có gì không hả? Dạ tại vì con đi vắng rồi cô, con đi hôm qua nay chưa về. Chưa về mà giờ có người trên đó chưa? Cho dạ. Mẹ nó chạy lên lấy được không? Dạ dạ, con để con nhắn địa chỉ cho Phước. Rồi rồi rồi. Dạ. Ở cá đuối luôn á. Cái bầy này chín thì à, bỏ bầy luôn đi. Không cho nó chạy xuống lại. Lưỡi gì vậy Binh? Lưỡi Megabara Blue Isma. Chết bà rồi, cứng ngắc rồi. Vô, vô. Hàng, 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 hàng không à. Trời ơi, con này 3 kg. Đứt luôn rồi. Cá nhỏ xíu à. Lớn đâu mà nhỏ, đâu mà nhỏ, lớn. Hả, bằng tay à. Bằng tay à. Vậy không à. Dây này nhỏ, dây em nhỏ. Bứt luôn hả? Nhân câu chắc nó kẹp à. Hồi nãy nó đã mòn mòn dây rồi. Ê cô anh à anh Nhân. Trời ơi, xảy luôn rồi.
đứt dây luôn. Qua đây. Trời ơi anh Tài. Ồ, bự nữa. Tài có đem bắt hàng Tài ơi, trời ơi. Hàng nữa. Khổ ghê anh Tài, mình chụp hình cái lưỡi quá. Con dính lưỡi nè. Đi chụp đi nè. Nãy xảy con cá không có khom xuống được á. Bằng cái này không? Không, nhỏ hơn. Tập trung vô lỗ này bạc hết luôn mọi người. Bóp, chuẩn bị cái máy bóp. Chỉnh chuẩn chưa? Chỉnh bóp. Coi chỉnh lại coi. Chỉnh nắng nó lúc nắng lúc không mà. Rầm nè. Mấy con kia chơi luôn hả? Chém chơi chứ anh. Chém quốc luôn hả? Má chém một cái lá luôn á. Chém 2-3 kg mà. Gì 2-3 kg? 5 kg có như vậy nè. Vô nè. Được chưa? Rồi xong rồi anh. Hello. Má nhỏ vô rồi. Hello. Phá quá phá. Hello. Nó thả xuống chụp chạy luôn mới ghê chứ. Alo. Về đi lắm. Alo. Em nghĩ mà bằng tay có rồi, trở lên đó. Rồi rồi ok. Mà quen cái giọt cái chỗ nào mà thân á nhân. Yeah. Má kiếm cái dèo nào mà nó bỏ cá mà kiểu như cá của nó mà để nó rộng nó ăn á. Kiếm mớ cái gì ở ngoài á, thả vô má thì mày mốt là cái ký. Cái gì anh, cái gì á hả? Ờ. Màu lớn lắm. Thấy không? Ăn rong đủ ăn mà. Bố có ấy nó trước cửa bố đưa cái bịch lưỡi hồi sáng con gói á, 5 hộp lưỡi á. Dạ 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 tiền chuyển sau. Dạ cá nhỏ không mà anh? Cá nhỏ khoảng nãy giờ nè, nay vẫn ăn mà chụp không cá cá mùi cá à, mùi cá hả? Mà giá cá nhỏ phá lắm anh, câu bột chắc cú á. Bắt luôn con nhỏ cho nó bớt đỡ phá nè.
hết rồi. Dứt được chưa dứt hàng à. Ê, Vi đừng có gì quá, đưa đầu cần lên, đừng đưa xuống. Vi kèm cái ngón tay bên này nè. Biết rồi nhưng mà tại vì biết sao con có rắc rắc mà xả rắc bớt đi, cá lớn quá. Lấy cái tay đưa ngón trỏ vô thắng Vi. Thắng ca nhẹ nhẹ. Căng à. Vướng rồi. Hàng nữa. Đỡ dưới bụng nó. Vướng coi chừng có cái lưỡi bóp vướng đó nha. Vướng à. Trời ơi. Gì nói anh? Cá biết nói. Em biết nói là biết nói. Anh vừa nói nha, chứ em không nói nha. Lòng thằng có bắp thằng không, thằng có tay pin nè. Đâu rồi? Xuống đây. Cá đang ăn rồi hoài. Chết rồi. Alo. Alo, có bóp á. Alo. Alo. Xả đi, bóp tại. Cái gì em? Anh Tài. Lộ nó vô hoài luôn, có được một cái O1 luôn á. Trời ơi, đủ quá ăn cá. Trời ơi, toàn hàng bự không vậy Tài? Trời ơi, mà ăn cá. Ê, xảy rồi Vi. Máy nó mập ghê ha. Con cá nó mập chứ máy đâu mập anh. Mập ghê luôn. Cá nó mập. Chết. Cắn ớt luôn. Uống cái video này đi đó nha. Hàng luôn. Hàng. Bốc quay cho anh Nhân bốc. Đang quay nè, quay từ xa. Mình cắt góc lại. Bốc giờ con ra bốc, đi chơi cái coi. Con này đang ăn, con này đang ăn. Bự. Trời ơi, con cá kìa. Bóp qua cho phần nhân bóp. À để phần nhá, để cho phần nhá. Để em xíu. Bóp chuyện ăn nữa, bóp ra đừng cho anh Tài đụng vô nha. Hàng hàng hàng
Kêu định ăn rồi, thôi để chiều ăn. Chiều trước khi về cho quất thằng con làm bữa cá chơi cho. Cá chép. Nếu ăn con ngon vậy nó làm. Và mới chảy rồi chảy sấm sét. Ủa chảy kìa 300 nó còn chảy. Để chảy ghê. Được không? Không. Cho anh chụp hình cái coi chứ không có hình ảnh gì vậy. Được, được được nha. Đây kìa. Chụp hình không? Chụp hình không? Không. Bự. Nhiều vậy luôn hả? Nó chìm chứ. Mấy con chị vô đâu có đâu có ăn được. Quá mấy con chị vô nữa. Chém rồi. Cá gì bự bự rồi. Hai ba ký luôn anh ơi. Từ cho nó chạy mệt đi anh. Cá bự quá ta. Cá gì rồi, cá gì. Bứng đi anh, bứng. Không được, từ đó cho nó đi đi, từ đi đừng có gặp vội. Bứt. Bứt rồi, xuống lưới mà sao mà chịu nổi. Lớn lắm, chạy ghê quá. Cá gì vậy ta? Cái con hắt lại tụi má đi hoài khắc cương. Đứt dây rồi nè, đứt dây cái đầu luôn anh, cái đầu nhỏ quá chịu hỏi. Đi. Mà không phải có cháp đâu. Cái gì ghê vậy ta? Tụi má chạy bên lại không phải cháp đâu. Cái gì? Có cháp nó chạy gục 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 biết liền à. Cái gì á? Chết không? Đứa này nó chạy quá, chạy không? Khi nhà có bố không? Có thể. Hả? Chạy gì đâu anh ơi, cá đó chắc nhiều khi cá sủ rồi nè, cá tầm xuống mà. Cá hồng mỹ rồi nè. Đủ má mấy ngày nữa ta về nó chạy. Quay mốt mốt. Em quay cho anh trời. Cần. Trời ơi nó quấn anh. Hàng không à. Đứt anh. Trời ơi con cá đù. Cha nó.
Đồ, cái đồ. Biết chụp cá đồ không nè? Cho ngồi cá chẽm luôn. Nó có chẽm nhiều ta. Ôi, quất liền luôn. Cá to phải không? Cá 3-4 kg, 2-3 kg. Cứ mổ 2 cái hết hàu, mổ 2 cái hết hàu. Hàng, hàng, hàng. Hàng nữa anh ơi. Trời ơi, 3 kg luôn á. Đứt á anh, nó dậy là đứt liền á. Qua này ẩu rồi chứ. Để thôi, để xuống, để xuống, để xuống. Mấy chú kia không ăn không à. Đúng quá, tại cách nó câu mà. Nước chảy cá bự ăn á. Cá anh Tài còn chụp hình cá. Nước chảy cá bự. Ủa đâu rồi? Vậy nó ra máu sạch về mình ăn nó không có tanh. Mình không bỏ tay tay cho nó ăn được không anh? Được không? Ha. Bi cầm tay, Bi cầm tay lên thử. Ủa, vua đẹp quá ha. Vua nhìn dễ thương ghê không? Vua lớn ghê. Anh Tài đẹp lắm anh Tài nè. Cá đẹp lắm, cá bự lắm. Cá bú mười mấy ký con à. Bi cầm cá bỏ sát sát cho nó lên nó táp á. Thôi dám là quá dám mà tanh. Nên cái đâu sợ mấy này đâu mà. Mú nó táp nó trứng tay. Rồi cái mú đẹp ghê. Có còn dưới nước không? Nhỏ hả? Đi học tay xuống thử bỏ cho uống nước. Đi bỏ cho gì đó bỏ sát sát nè. Bụp liền. Như đẹp quá ha. Cái này cái gì rớt xuống dưới này không? Có bao nhiêu lớn bao nhiêu là mình bán được. Cái này ổng không có bán không? Cái này ổng khách cứa thì kêu rồi uống hoài rồi về ăn đâu á. À. Ở dưới đó. Ở dưới ổng nuôi để ra ngoài người ăn dưới này ổng ở ngoài xong mình không có nuôi được. Người ta câu á, người ta cũng câu với đồ mấy trăm con rồi người ta thả người ta nuôi á. Ngoài sông rồi nè, cái người ta bán. Hay hả? Nó là 5-6 kg là cũng 4-5 mấy vậy hả? 4-5 mấy rồi hả? 4-5 mấy cái dứa nè. Cái dứa mà nuôi mà để mà bán á, nó chậm lớn lắm.
đúng rồi, nó ăn tùm lum á, rồi con cá mười mấy ký rồi nó quặn cái là không đâu ăn được. Mu là mu lớn gì cũng nhiều hả? Nhiều, khách hứa đồ này kia người ta nắm cá ngừ nó hùng lại con 10 ký mười mấy ký luôn. Bệnh nó chết rồi hả? Thì nó bị chết là nó mình không phát hiện là nó phải muối nó xịt lên. Dạ. Thank you.